Ui trời. Đó, ủa này có nhâm nhâm là ở nhà tía ơn hả? Đó, ui trời thằng lên đâu. Mấy cái này ngứa mà mình đâu có trọt vô ngay cái chỗ ngứa được đâu. Dĩa ngoài thôi. Ừ. Ôi trời nó quặn nè. Cái này mặt chỗ này thì nó bị nấm, móng bên đây thì bị nấm. Móng bên đây cũng bị. Trời đất ơi là trời. Nó đi ra ngoài nữa nó. Dùm bự tí xíu nữa thôi, xíu nữa thôi. Rồi được rồi. Ừ. Rồi mấy cái cứng này nè nó đau dữ lắm. Đau. Đau chịu nổi luôn. Nó có ngạnh ở đây mà Như, nó có ngạnh ở đây rồi, không nè. Đó. Ừ, nó đang ngay chỗ này nè. Ừ, nó móc ngay chỗ đó nó đã. Ê, móc ra thấy da chẳng đất hết. Nhầm người nha, sưng lên mà sưng đi vô bệnh viện là nó cắt nửa ngón móng vậy nè, nó cắt tới đây luôn. Ừ. Không phải đơn giản đâu. Nó cắt lên rồi. Nó cắt vô trong sâu lắm mà, chứ chảy máu là sao trời? Chứ chảy máu thì chảy máu chứ sao? Miễn sao nó ra lúc đó được rồi, nhưng mà nó ra nó bị nữa. Nhiều khi nước không có chắc rồi này nọ nè. Hello chế. Hello chế, ta lên. Hello MC. Ngồi đi chế. Ngồi tụi em qua tụi em phục vụ liền. Bóng rồi vậy. Cho nó trẻ, cho nó khói. Cho trẻ. Lấy khói chị nè. Chờ chỗ này nè. Bột hết luôn á. Ừ, nguyên cục luôn. Nó làm như chai luôn, nó không ra. Ê, nại nại này, chỗ này đã ngứa. Bữa nay có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Súng mối xuống ơi vậy nè. Súng mối xuống ơi vậy đó. Cái thịt của gì đâu rồi ta? Sâu mọi mẹ ơi luôn á. Không biết nữa. Lên Như ơi. Ôi trời, nó sâu ở trong không. Có. Nhà sao? Ừ. Nó da nhắc luôn. Đợi xíu đi chế ơi, để em xong ca này em kêu cho.
Còn không mà chế rảnh thì đi ra sao chứ kiếm vả luôn cũng được. Ra sao chứ học nghề luôn đi chứ. Bên được tê 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 à, nó xẹp xuống liền, nó giữ trời mà. Thank you.
xíu chỗ này nữa. Hết rồi đó. Nhìn đi đây.